chào các bạn đã đến với Hỏi Đáp Công Nghệ của Tech One Channel. Chúng mình đã trải qua 5 số rồi, một con số cũng không lớn, thế nhưng mà cũng là một cái chặng đường ngắn để thử xem các bạn là có phản hồi gì nhiều không. Thì mình nhận thấy là các bạn comment rất nhiều và chứng tỏ sự tương tác ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bạn comment là phiên bản của bọn mình giống với một phiên bản khác của Mobile City, thì cũng như bọn mình đã trả lời rồi, và rất mong các bạn ngày càng góp ý cho chúng mình để mọi thứ có thể tốt hơn. Tuy nhiên thì format vẫn là format chung đấy nhở. Việt có muốn nói điều gì với các bạn không? Thực ra là khi mà mình làm những cái series như thế này thì thực ra mục đích chính của mình là muốn tương tác với các bạn một cách là thiết thực hơn, và cũng muốn là để xem là với tầm tiền như này như kia thì các bạn sẽ muốn lựa chọn những sản phẩm như thế nào, cấu hình như thế nào này, tính giải trí như thế nào này, hoặc là camera ra sao chẳng hạn. Thì đó là những cái bọn mình hướng đến để tương tác với các bạn và muốn hiểu xem là khách hàng của mình nghĩ như thế nào. Vậy nên là những cái số như thế này, là series như thế này thì thực sự là rất cần thiết để phát triển, để cho bọn mình có thể thấu hiểu được cái tâm lý mua hàng của các bạn hơn. Ok, và có một comment mà mình rất là thích, đấy là hỏi mình sinh năm bao nhiêu. Thì các bạn đoán xem mình sinh năm bao nhiêu so với gương mặt này, hãy comment phía bên dưới nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần hỏi nhanh. Em muốn mua một cái điện thoại có nút chụp hình nhanh, chống nước, cảm biến vân tay. Em hướng đến con Z5 nhưng không thích Snapdragon 810 lắm, nên đang đắn đo không biết nên lên S7 luôn không. Em có tầm 8 triệu. Nếu thế thì có thể phấn đấu để lên S7 luôn. Em không có nhiều, không định mua con tầm vừa vừa dùng, đang đắn đo giữa 5 C Lock và 5 Lock. Anh cho em lời khuyên ạ. Mình thích 5 C Lock hơn, tại vì con iPhone 5 nó dính cái rễ cong như là mình cũng hơi ngán. iPhone 5 bao giờ lỗi thời? iPhone 5 chắc khoảng 5,5 nữa. Cho em hỏi là có nên mua Nexus 6 không ạ? Và mem nào xài rồi thì cho em xin cảm nhận. Nên mua Nexus 6 nhá, tại vì nó là máy chạy ROM thuần Google, vậy nên là trải nghiệm là cực kỳ mượt mà luôn. Redmi Note 3 Pro nên dùng bản ROM nào ổn định nhất bác? Mình khuyên là nên dùng 7.2.3. LG G3 và Mi 4 cái nào ổn định hơn? Nếu như bạn muốn một chiếc máy mà được cộng đồng hỗ trợ mạnh hơn thì nên mua Mi 4, còn mình thì thích G3 hơn. Yeah, iPhone 6S chơi game liên tục thì được bao lâu? 6S chơi game liên tục chắc tầm khoảng hơn 3 tiếng một chút. Muốn cài lại bản MIUI 7.2 làm sao hả anh? Em không biết cách làm, mong anh giúp cho em. Thì bạn có thể lên YouTube để search cách về ROM cũ, tại vì nếu mình nói ở đây thì dài quá, video lại không đủ thời lượng. Anh ơi, em muốn mua Sony Xperia Z3 sách tay mà không biết mua ở đâu ạ. Anh chỉ giúp em được không? À mà bỏ Z3 version anh nhé, em cảm ơn. Bạn có thể qua Tech One để mua những cái sản phẩm Z3 99%, bên mình cũng có kinh doanh. Xét về pin thì iPhone 6S Plus hay là Samsung Galaxy S7S hơn? iPhone 6S Plus sẽ hơn. Cho mình hỏi có điện thoại nào sánh ngang với điện thoại Samsung E5 của mình không? Của mình không? Theo mình thì nó siêu phẩm hàng đầu thế giới MNR. Cái con siêu phẩm của bạn ấy thì mình nghĩ là có một chiếc máy phù hợp nhất, đó là Oppo A37. Em mua con Xiaomi Redmi Note 3, lúc mua bên Tech One thì không có tiếng Việt, giờ em gửi lên Tech One app ROM tiếng Việt thì có tốn tiền không, tại em mua online. Hoàn toàn miễn phí bạn nhé. Cho em hỏi laptop có cần cài diệt virus không? Người bán nói nếu chơi game thì không cần cài, nếu cài thì nên cài loại nào ạ? Theo mình thì vẫn nên cài cho chắc, tại vì mình cũng đào phim khá là nhiều nên là sợ virus máy, và mình khuyên là các bạn nên cài BKV bản quyền. Phim Nhật Bản. Có nên đợi Note 4 giảm xuống rồi mua không hay mua luôn ngay bây giờ? Nên mua ngay bạn ạ, đang cực hot mà nếu không mua ngay thì sợ là nó sẽ hết hàng ấy. Ứng dụng gì trên CH Play là tốt nhất để tiết kiệm pin và đo chính xác thời lượng sử dụng còn lại của máy vậy bác? Theo mình thì không nên đào một cái ứng dụng gì để tiết kiệm pin ở bên thứ ba cả, tại vì nó sẽ có khi nó còn làm tốn pin hơn và nó lại còn chạy ngầm vốn RAM nữa. Câu hỏi cuối cùng của phần hỏi nhanh, dưới 2 triệu nên mua máy nào pin trâu, cấu hình ổn, xài bền? Nếu thế thì 1280. Vừa rồi chúng ta vừa trải qua phần hỏi nhanh và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi vặn. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hùng Lê. Redmi Note 3 Pro lên 6.0 và MIUI 8 được chứ? Nếu được thì khoảng bao giờ có bản chính thức? Hiện tại thì Redmi Note 3 Pro chưa có bản 6.0 chính thức. Tuy nhiên là chắc chắn nó sẽ được lên thôi, tại vì nó là một sản phẩm mới mà. MIUI 8 thì nó cũng sẽ được lên thôi, và mình nghĩ là trong khoảng giữa tháng 8 này thì Xiaomi sẽ tung ra cái bản chính thức của MIUI 8.
Bạn Dương Nguyễn hỏi, trong thời điểm hiện tại thì HTC One M8 còn đáng mua không ạ? Hay nên mua M9 hơn? Giữa M8 và M9 thì mình vẫn thích M8 hơn, tại vì M9 nó chạy các chip 810 khá là nóng, mình thì không thích cái điều đấy lắm. M8 cũ thì hiện tại nó cực kỳ là đáng mua luôn. Nó đáp ứng đủ nhu cầu cho bạn, từ hiệu năng này, camera ổn này, đặc biệt là loa nó rất là tốt, thiết kế cũng đẹp nữa. Vậy nên là One M8 là thực sự là rất là đáng giá trong cái phân khúc giá của nó. Bạn Ngọc Bảo hỏi, bác cho hỏi trong tầm 6 triệu có máy nào ngoài máy Trung Quốc đáng mua không? Em quan tâm hiệu năng, camera tốt, pin khá. Em cảm ơn. Nếu trong tầm giá 6 triệu này ngoài hàng Trung Quốc thì sẽ có khá nhiều sự lựa chọn cho bạn. Đầu tiên là ở khoảng dưới thì là nó sẽ có chiếc Note 4, Samsung Galaxy Note 4 thì cũng khá là đáng mua. Tất cả những tiêu chí bạn đặt ra thì hoàn toàn đáp ứng được. Hoặc nếu như bạn cố thêm một chút thì có thể mua được chiếc LG V10 cũ. Đáp ứng hoàn toàn tốt, ngoại trừ cái pin của nó thì hơi yếu. Đó là câu trả lời của mình. Ok, có một câu hỏi của Diên Quỳnh dành cho em, đấy là nếu mà trong các hãng điện thoại của Trung Quốc ấy, các loại smartphone thì em thích, em thấy có vẻ là hãng nào dùng là ổn ổn nhất? Tại vì chị thấy bây giờ người ta chê rất là nhiều. Nếu như mà dùng để mà ổn định nhất thì chắc là Meizu. Meizu tại sao? Tại vì cái hệ điều hành của họ chạy khá là mượt và rất là thích. Còn Xiaomi thì thực ra là được cộng đồng sử dụng đông đảo, tuy nhiên là nó có khá là nhiều lỗi vặt ở trong những cái bản ROM mà chính Xiaomi cung cấp luôn. Vậy nên là em cũng không thích điều này lắm. Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trần Đăng Phong. Bạn ấy hỏi ba câu liền. Mình muốn hỏi một số câu như thế này. Đầu tiên, điện thoại Android bây giờ ROM 16GB thì liệu có đủ dùng không? Nhu cầu là chơi game và thích download các ứng dụng trên store về để nghịch. Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà với mình thì 16GB của máy tức là chỉ có khả dụng khoảng tầm từ 10 đến 12GB thôi. Thì với mình là không đủ, tại vì mình hay download phim về máy để mà xem, vậy nên là cũng... Phim gì? Phim Nhật Bản. Tiếp đi. Xong rồi. Bối rối. Câu hỏi thứ hai, mình đang phân vân mua Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Thấy hiệu năng chiếc này được đánh giá rất tốt so với mức giá, nhưng cại mỗi là mình làm màn hình 5.5 inch, sợ không đút vừa túi quần, không biết mang đi chơi thì có bất tiện không? Thực ra thì mình cũng đang dùng chiếc Redmi Note 3 Pro đây. Và cái thời điểm mới mua thì mình cũng giống như bạn, là thấy màn hình to chiếc máy này thì khá là bất tiện. Để đeo túi quần thì nó còn lòi ra một khoảng ở góc màn hình cơ. Tuy nhiên là dùng quen rồi ấy thì các bạn vẫn sẽ thấy là nó cũng khá là ổn. Tại vì dùng quen rồi mà, thì cầm nó quen mà nhét túi quần thì cảm giác đấy nó cũng dần dần nó sẽ quen thôi. Này, có bao giờ người ta chỉ nói chung là rất là hài lòng về chiếc smartphone đấy nhưng mà người ta sẽ không mua nó chỉ vì nó rộng quá và không đút vừa túi quần không? Không, cái đấy thì thực ra là với nhiều người khó tính thì người ta sẽ xét những cái đấy, nhưng mà với em thì em cũng thích màn hình nó to to tí để xem phim nó thoải mái. Phim Nhật Bản. Câu hỏi cuối cùng của bạn Trần Đăng Phong. Chip Snapdragon 616 hay Snapdragon 420 trên dòng Redmi Note 3 Pro và Redmi 3X, không biết liệu có chơi được tất cả các game không giật lag không? Lại phân vân vì bọn này màn hình vừa nhưng mà chip lại yếu hơn Redmi 3 Pro. Redmi Note 3 Pro, xin lỗi. Về hai con chip này thì nếu như mà để nói là chiến tất cả các game không giật lag thì nó sẽ không thể chiến được đâu. Tại vì mình đang dùng chiếc Redmi Note 3 Pro này, sử dụng con chip 650 mà chơi những cái game kiểu như là Nova 3 ấy, lúc vào game nó vẫn bị khựng lại kiểu giật lag đôi chút. Vậy nên là với hai con chip kia thì GPU nó kém khá là nhiều, vậy nên là chắc chắn là không được. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đam Phong. Nên mua Xiaomi Redmi Note 3 hay Xiaomi Mi 4? Về hai chiếc máy này thì mình sẽ so sánh cho bạn là như sau. Đầu tiên là về thiết kế. Thiết kế thì mình thích Redmi Note 3 hơn. Về màn hình thì màn hình Mi 4 nó sẽ đẹp hơn. Màn hình Redmi Note 3 thì nó ám vàng khá là nặng. Mi 4 thì cũng bị, nhưng mà mình cảm giác là Mi 4 màn nó vẫn đẹp hơn. Hiệu năng thì nếu như Note 3 chạy bản Snap 650 ấy, thì cái màn của Note 3 nó sẽ không bị ám vàng đâu. Hiệu năng thì cứ cho là con này là con chạy chip MediaTek đi, thì hiệu năng thì Mi 4 sẽ hơn. Tiếp đến là khoản pin. Pin thì Note 3 ăn chắc rồi, Note 3 pin của nó trâu 4.000 cơ. Camera thì Mi 4 sẽ ăn.
Và ngoài ra thì Note 3 nó sẽ có cái lợi thế là nó có cảm biến vân tay, còn Mi 4 thì không có. À mà Mi 4 nó còn không hỗ trợ thẻ nhớ nữa, nó chỉ có một SIM thôi. Note 3 thì cũng không hỗ trợ thẻ nhớ, tuy nhiên là nó có một phiên bản là 32GB, hoặc là nó còn có 2 SIM nữa. Vậy nên là nếu như bạn nào cần 2 SIM thì bạn chọn Note 3, còn nếu như mà chỉ cần một SIM thôi thì mình sẽ đánh giá Mi 4 là cao hơn, tại vì nó có hiệu năng cao hơn, mình thích cái hiệu năng hơn. Nghe Việt phân tích thì có lẽ là tùy theo nhu cầu của các bạn, ví dụ như là sử dụng camera nhiều hơn hay là muốn màn hình rõ ràng hơn hay là bộ nhớ rộng hơn, nói chung là tùy thuộc vào những cái điều đó thì các bạn sẽ so sánh hai chiếc điện thoại này và lựa chọn một chiếc điện thoại phù hợp cho mình. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Vũ Phan, anh tư vấn cho em những máy từ giá rẻ đến cao cấp, không phân biệt chính hãng hay giá sách tay, nên mua máy nào chủ yếu là chiến game và nghe nhạc ạ? Đầu tiên là trong phân khúc cao cấp đã thì chắc chắn là HTC 10 là sự lựa chọn tối ưu nhất. Tiếp đến là ở trong phân khúc tầm trung, nếu như ở tầm trung ấy, thì có chiếc LG V10. LG V10 theo mình là tốt nhất về hai khoản chiến game và nghe nhạc. Tiếp theo là ở phân khúc giá rẻ mà lại thích nghe nhạc ấy, thì có chiếc HTC One M8 cực kỳ là đáng giá luôn. Mọi tiêu chí nó đưa ra là hoàn toàn đáp ứng được tất mọi cái nghe nhạc hay là chơi game mà bạn đưa ra, thì đó là cái lời tư vấn của mình. Ok, chúng ta đã vừa trải qua phần hỏi vặn và hỏi đáp công nghệ số thứ 5 đến đây là kết thúc rồi. Xin chào đi. Xin chào. Nghe nhạc của Sơn Tùng MTP nhá, mình thích Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng không đợi nhạc đâu.